hay sơ chế trước khi mà mình cho vào trong hộp. Đây. À, hôm nay mình có rải sườn này. À, cái rải sườn này thì khi mà mình có thể cắt ra theo từng miếng này, miếng nhỏ theo sơ chế, nhưng mà mình cũng có thể là mình chữ nguyên cả cái dây như thế này ở trong một cái hộp to. Hôm nay mình có cái hộp 3 lít mốt này. Hộp 3 lít mốt này cực kỳ tiện để chữ được nhiều thực phẩm trong nhiều bữa mà không sợ dính nhau. Bình thường nếu mà thịt mà mình cứ đặt chồng lên nhau như thế này thì chắc chắn nó sẽ dính mọi người này. Nên là khi mà mình để chữ một chia thành từng bữa là mình sẽ xoắn như thế này và mình cho vào. Sẽ được một bữa như mình như thế này là được một bữa này. Mình xếp nó lại với nhau thì nó sẽ tách được ra. Hoặc là chị em nào mà có ở nhà hay có lá chuối hay các cái loại lá thì các chị em cũng hay chia như thế này, hay là cũng hay tách ra xong rồi tách chia vào một cái lá để nó ngăn các cái thịt dính sát vào nhau. Bình thường thì cái này mình cũng có thể sơ chế luôn, nhưng mà hôm nay thì mình tiện mình xếp cái này luôn. Hôm nào ăn, mỗi lần ăn thì mình sẽ đổ ra theo từng miếng một. Chỗ này thì mình sẽ chia làm 3 bữa đi. Mình chia 3 bữa đi. Đây. Như thế này thì mình đã chia thực phẩm thành được 4 bữa khác nhau. Và mình có thể tách nó ra. Mình tách nó ra khi mà chữ đông xong thì mình có thể tách nó ra. Còn cái phần thịt u này, phần ô bò đây này, đây mọi người thấy không, cực kỳ ngon luôn. Để mọi người cứ tưởng là mỡ nhưng nó là gân nhé, không ai hỏi gì đó, nó là gân nhé. Nên là bình thường như mình những cái miếng này thì mình sẽ hay hoặc là mình luộc hoặc là mình sẽ thái nhỏ ra để mình nấu và mình xào. Phần này chắc để mình cho người ta để mình thái. Cái phần này xào cũng rất là ngon, ăn lẩu cũng ngon mà luộc cũng cực kỳ ngon luôn. Mình sẽ chia thành nhiều phần. Chị Huyền đang xem, chị Huyền bảo là hộp to quá. Hộp này có thể chia thành 4 bữa luôn này. Rất là to. Cái miếng thịt này mình cũng có thể dùng để luộc này. Nhà mình rất hay thích ăn món bún bò, gà heo thì cái miếng thịt này luộc hoặc là ăn phở ấy, luộc xong rồi thái mỏng rất là ngon. Đây, cái này là mình sẽ cắt dành một miếng để mình luộc này, còn lại cái phần này thì mình sẽ thái nhỏ ra. Đây, chia theo từng bữa, có thể là cắt cái phần này nhé. Mình quay sát sát đây để cho mọi người thấy cái tô thịt nó rất là ngon này. Dao cắt đồ quen này rất là thích. Đấy, khi mà mình thái như thế này thì mình có thể cho vào các cái hộp nhỏ như thế này, mỗi hộp như thế này mình có thể trữ được khoảng tầm 2 đến 3 lạng thịt đấy, đã thái nhỏ rồi đấy. Mỡ này mình có thể là mình nấu bún cũng được này. Mình sẽ bắt cái phần mỡ này ra. Thịt ngon. Đấy là cách mình chữ. Ví dụ như một miếng, như một cái hộp như thế này là mình xào được một bữa.